Mời các bác cùng đeo tai nghe cảm nhận nha. Với cấu hình ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày anh 20 tuổi, em đôi tám trăng tròn. Tắt xúc. Đêm lạnh còn chân đơn gối lẻ, chưa buồn khi cánh vàng khép. Các bác vừa thấy là nó rất uy lực đúng không ạ? Cực kỳ là uy lực. Với cấu hình này thì anh em có thể vừa nghe vừa hát rất là ok. Nghe nhạc hay anh em nhá, nghe nhạc hay. Hát karaoke thì rất là tuyệt vời. Thì em sẽ thử tiếng mic cho anh em cùng nghe. Thì với cấu hình như này thì anh em có thể thấy là rất là đơn giản thôi ạ. Có một cục đẩy LA650 với công suất là 600W trên một kênh anh em nhé. Chiếc quản linh nguồn VS1028, chiếc vang DSP 990 Plus, chiếc nâng tiếng EX3000 Plus bản mới nhất 2020, một mic U66 với một cặp loa Bass 25 KT10 anh em nhé. Bass 25 anh em có thể thấy rất là nhỏ gọn thôi ạ. Và điều quan trọng nhất là một chiếc súp của Lắc Autic. Chiếc súp này với công suất là 250W anh em nhé. Đó, và mã là S12P. Đó, anh em có thể thấy. Con này thì em đang sử dụng jack Canon để cắm cho nó. Nó không sử dụng có jack AV nữa, nhưng mà em sử dụng jack Canon. Đó, con này hỗ trợ luôn cả Canon cho anh em. Đó, với con này thì giá hiện tại đang là 3.800.000 đồng anh em nhé. 3.800.000 đồng hàng nhập. Đó, hàng nhập của Lắc Autic. Bao chất bao phê rồi anh em có thể thấy. Bật nhỏ thôi. Đó, những cái này nó cũng đã dập dình theo rồi. Đây là bật rất nhỏ, cho toàn chút chút nữa này. Đấy, anh em có thể thấy rất uy lực anh em nhé. Rất uy lực anh em nhé. Giá của súp này là 3.800.000 đồng. Nghe rất là vừa, rất là đầm và rất là uy lực. Em xin báo giá tất cả những sản phẩm ở trên này với cấu hình này. Cục đẩy là A650, công suất 600W trên một kênh, đánh tốt được những cặp bass 40. Đánh một cặp 40 đánh thoải mái anh em nhé. Hoặc là một cặp 25 và một cặp 30 đều ok. Thì ở đây thì em đang ghép là dư công suất một chút. Anh em có thể về anh em có thể ghép thêm loa nữa. Hoặc là anh em sau anh em nâng cấp sau anh em nhé. Đó. Và một con cục đẩy này giá 4.300.000 đồng, 650. Size của nó rất là ngắn anh em nhé. Size của nó ngắn hơn những cục đẩy khác. Size là 35cm, 35-38cm thôi. Đó. Và chiếc quản lý nguồn VS1028 giá 1 triệu anh em nhé. Giá yêu thương cho anh em 1 triệu, 8 cổng đằng sau và 2 cổng đằng trước là 10 cổng. Đó, rất là giá rất tốt cho anh em rồi. DSP 990. Con này thì có 2 chip của Nhật. Có chống ngú, có nâng tiếng và có âm thanh hi-fi anh em nhé. Con này rất là hay, có thể chỉnh rất là chi tiết ở đây. Giá là 1.600.000 đồng anh em nhé. Con máy nâng tiếng EX3000 Plus giá hiện tại 1.200.000 anh em nhé, bản mới nhất 2020. Có sử dụng cắt súp trên này, em đang sử dụng nó cắt súp cho anh em nghe, rất hay. Giá 1.200.000 thôi. Chiếc micro U66 không còn xa lạ gì với anh em rồi. Giá là 3.000.000 đồng. Và anh em cùng nghe tiếng mic thử nhé. Alo, 6789. Anh em có thể nghe nhé. Tiếng cực kỳ là ok đấy. Alo, 6789 1256789. Anh em có thể nghe tiếng mic. Alo, 1256789 1256789. Anh em có thể nghe thấy tiếng rất hay đúng không ạ? Con này thì có chống hú luôn, con vang có chống hú nên anh em yên tâm này. Em nói trước loa này. Alo, 1256. Ok chưa? Alo. Hầu như không có hiện tượng hú rít gì đâu anh em nhé. 1 2. Thì với combo này thì giá cũng rất là ok cho anh em. Sau anh em có thể nâng cấp loa lên, nâng cấp thoải mái anh em nhé. Thì mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em liên hệ với em qua hai số điện thoại bên dưới hoặc truy cập website thangcaoaudio.com anh em nhé. Mời anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận chất âm anh em nhé. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, rất là hay. Thần lá cao có xây
sao. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vánh thơ đèn dầu thắm, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong đường đưa đón chân em. Xót xa anh còn trắng tay hoài, xanh đèn nở chưa dần nên lần đặn chân chiên.